Rồi.
đồi gì không à? Thấy cũng nhảy nhót kinh lắm. Rồi 3 rep kìa. Nếu mà mình không phải thực hiện thử thách thì chắc chắn là mình sẽ nhặt khẩu 3 rep này. Bởi rất nhiều anh em đã yêu cầu mình trải nghiệm cái khẩu súng 3 rep này mà. Thật ra thì mình cũng bắn khẩu 3 rep này rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua là anh em không để ý hoặc không xem hết những cái video clip mà mình làm thôi. Chúng mình thì mình cũng bắn khẩu 3 rep đấy khá là nhiều rồi. Rồi chúng ta lại lên con xe Lamborghini màu xanh và lại tiếp tục đi quẩy tiếp. Úi giời ơi. Nào, có thanh niên nào gọi là húng chó thì cứ lao ra, lao ra giữa đường đây. Tôi sẽ hóa kiếp bạn luôn. Dường như là không thấy rồi. Cứ chạy lòng vòng xem sao đã anh em ơi. Giờ mình vẫn chưa tìm được cái góc bo nào nó đẹp. Nói thật với anh em đây là cái bo hơi xấu một tí. Nhìn cái bo này, bo mà mình cứ rất ghét những cái bo mà vào khu nhà hoặc là bo vào những cái chỗ nó, nói chung là những cái chỗ nó rất là khó để có thể xử lý cho kiểu đứng lên và cân tất cả được. Mình thích bo vào đồi cơ, bo vào đồi núi bắn sướng lắm anh em ạ. Chứ bo vào nhà với bo vào mấy cái thành phố ấy, bắn khó chịu lắm. Các bạn ấy cứ núp ở trong nhà thôi, nguy hiểm lắm. Lòng vòng chạy đây xem là có kiếm được bạn nào gọi là chạy từ bo chạy vào hay không. Để mình hốt luôn. 6 mạng rồi mà bây giờ chỉ còn có 20 người trong cái vòng bo này thôi. Đây một lượng người phải nói là rất ít trong một cái vòng bo như thế này. Đó. Thì thực ra là trước khi đến với cái video clip thử thách này thì mình cũng đã bắn 2 trận rồi. Nhưng mà phải nói rất anh em, phải nói thật với anh em là rất đen cho mình. Khi mà mình rơi xuống ấy thì nó toàn cho là M14 rồi M4 rồi AR15. Hoàn toàn không tìm thấy khẩu súng AK. Mà mình không thực hiện thử thách ấy thì nhảy xuống rồi ôi AK nó phải gọi là một mã luôn. Nhưng mà khi mà mình thực hiện thử thách thì tính mãi không thấy có. Thế nên là cứ phải cầm trận chiến chém. Mà cần trận chiến chém thì chém 3-4 mạng là căng rồi. Về sau anh em mình có đồ hết rồi toàn những cái súng kia nên mình nhảy vào thì quay rồi thôi, xác định, tập xác định luôn. Rồi tiếng xe, dạy cái tiếng xe. Lại có người chuẩn bị phải nằm xuống. Mình thấy ở cái đồ này nó khá là nguy hiểm rồi. Có lẽ là mình sẽ phải ra con xe của mình và té khỏi nơi này thôi. Không thể ở lại đây lâu nữa. Quá nhiều trang luôn. Trang trải khắp nơi như thế này. Đây chắc chắn không phải là một nơi thích hợp để dừng chân rồi. Chúng ta nên đi thôi. Ok, nhà mình nước. Chơi gì thì chơi, cứ phải nước đôi đầy đủ anh em ạ. Ok, lên con xe và phóng đi thôi. Oh shit man, nằm giữa đường này. Đòi Nằm giữa đường này. Thấy Tuấn HC đi qua để làm giữa đường. Không sợ chết à? Ok, đi tiếp nào. Nguyên đi chơi xa, trên con xe tay ga. Ok, như vậy là xa đến cái chỗ nguy hiểm nhất thì nó hết xăng. Hết trưởng. Mình quên mất không để ý xăng anh em ạ. Mình đi xe rất ít khi mình để ý xăng. Đấy là một cái bệnh gọi là bệnh cố hữu rồi. Alo, có tiếng anh em ơi. Có tiếng chân trong nhà này. Rồi, như vậy là có nghe được tiếng chân rồi. Ở quanh đây luôn. Ui, tiếng chân ngày càng rõ rồi. Chắc chắn là trên tầng rồi. À, hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái tip để kiểm tra xem là kẻ địch của các bạn đang ở đâu nhá. Rồi, mình sẽ quăng ra đây à. Đó, nếu có ở đây thì là đứng về sau cái ú. Rồi, như vậy là cái ú cũng có rồi. Thế thì mình sẽ kiểm tra xem là trên đầu mình có hay không. Đây, mình sẽ quăng ở đây luôn. Thì là tuyệt vời. À rồi, thế là mình đã xác định được hướng của bạn ấy rồi. Ok.
việc hướng của kẻ thù ở trên tầng trên một cách rất là đơn giản thôi. Cứ quăng vào quăng ra, hiện máu ở đâu thì chắc chắn là địch nổi đấy. Thế các bạn quăng như thế này là nếu lấp ở sau chỗ sau lưng mình này thì mất máu, và nếu không thì quăng luôn ở chỗ cái góc mình vừa chỉ cho anh em ấy mà mất máu là chắc chắn là chỉ lấp ở cái hốc này thôi. Cái hốc này rất dễ đánh điện. Rồi mũ ba, mũ ba hỏng rồi ở đâu đấy, chưa lời rẻ. Rồi tuyệt vời đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây thôi, không lằng nhằng, không lằng ngoằng nữa. Mặc dù mình luôn đánh giá khẩu súng AK vào trong cái khẩu súng mà rất là bá đạo, rất là bla bla bla, nhưng mình nghĩ là anh em nào nếu mà kiểu không trúng tay hoặc là không kiểu không quen ấy thì các bạn đừng lên bắn AK, bởi AK bắn cũng giật luôn, vô cùng giật, nhất là ở tầm xa. Mà nhất là anh em lại thường hay tối ưu thank you.
lên trên đây xem có ai không nào. Trước mặt nó có một cái cây đẹp quá, xong lại bo lại còn vào đó nữa.